Hi, xin chào mọi người đã đến với Zin Tarot. Thì trải bài hôm nay là nói về tổng quan năng lượng tháng 9 của cung sư tử. Theo mình thấy thì năng lượng tổng quan của các bạn sư tử tháng 9 này là nói về công việc, học tập, tài chính. Công việc, học tập, tài chính của các bạn hiện tại đang có một bước tiến triển, một bắt đầu mới. Mình thấy ở tháng 9 này các bạn sư tử sẽ hay có cái to rất cao. Các bạn đang bắt đầu lại một chặng đường mới, cần có sự chăm chỉ cần cù hơn, tập trung vào công việc. Và kỳ này thì các bạn đã có chuẩn bị để bắt đầu một cách tốt hơn. Và lời khuyên cho các bạn sư tử vào tháng 9 là các bạn có thể chia sẻ với những người xung quanh, làm việc nhóm và chờ đợi một cơ hội thích hợp để có thể tiến xa hơn. Và bạn cũng đừng quên quan tâm đến những mối quan hệ bạn bè xung quanh, nó có thể giúp ích cho công việc của bạn.